5 câu nói thâm thúy của người Do Thái, nghe xong chắc chắn bạn sẽ giác ngộ. Trên thế giới có một dân tộc gắn liền với những biến thiên của lịch sử, nhưng bất chấp phong ba bão táp, họ vẫn vươn lên để gặt hái được nhiều thành công. Đó chính là dân tộc Do Thái. Và cũng chính nhờ những thử thách này đã rèn luyện cho họ tư duy kinh doanh và lối suy nghĩ rất khác biệt. Người Do Thái luôn biết cách vận dụng những đạo lý từ sách vở vào cuộc sống. Dưới đây là 7 câu nói sâu sắc cô đọng trí tuệ của người Do Thái, đáng để mỗi người chúng ta học hỏi và chiêm nghiệm. Câu nói đầu tiên có lẽ sẽ trúng tim đen của nhiều người có thói quen trì hoãn, đó chính là thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước, thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ. Con người thường thì hay trì hoãn, những gì ta không muốn làm, chỉ đến khi mà gần hết thời gian hay áp lực quá lớn thì chúng ta mới bắt tay vào việc. Nhưng đây là một sai lầm lớn cản trở ta đến với thành công. Trì hoãn không phải là bệnh mới trong giới trẻ, như mọi người thường nghĩ, kể cả trong thần thoại La Mã cổ xưa cũng đã giải thích về thói quen này. Chuyện là Janus, vị thần của sự khởi đầu và quá trình chuyển tiếp, ông thường được mô tả là một người có hai khuôn mặt, một khuôn mặt nhìn về quá khứ, khuôn mặt còn lại nhìn về tương lai. Trên thế giới thì một số ngôn ngữ đặt tên tháng giêng, tức là January, theo tên của ông, vì tháng đầu năm là dịp để người ta suy ngẫm lại năm đã qua cũng như là hoạch định trong tương lai. Có lẽ vậy mà nhiều người sẽ có thói quen đợi đến mỗi dịp đầu năm mới mới chịu nhìn lại năm cũ và lên kế hoạch sửa đổi cho năm mới. Và rồi có biết bao nhiêu là kế hoạch, mục tiêu cho năm mới, cứ lần này sang lần khác họ vẫn chưa thực hiện được. Một kế hoạch chết là một kế hoạch không bao giờ được thực hiện. Thời gian là vô cùng quý giá, nhưng mà nhiều người lại để thời gian trôi qua vô ích. Trì hoãn là một thói quen quen thuộc với rất nhiều người trong chúng ta. Có rất nhiều lý do khiến cho chúng ta trì hoãn, hay là nước đến chân thì mới nhảy, như là bị phân tâm bởi những việc khác, nỗi sợ thất bại, sợ những bình luận không tốt, không có sự hứng thú với công việc. Nhưng mà bạn đừng có cảm thấy quá buồn vì căn bệnh trì hoãn không của riêng ai. Có rất nhiều người thành công cũng hay trì hoãn, và chỉ khi loại bỏ thói quen này trong cuộc sống, họ mới trở nên tốt hơn. Đơn cử như là tỷ phú công nghệ Bill Gates, ông chủ Microsoft cũng từng thừa nhận mình có thói quen trì hoãn khi còn học ở Harvard. Ông thường nước đến chân mới nhảy trước khi mà có những cái bài kiểm tra trong trường. Sau này khi bước vào kinh doanh thì Bill Gates nhận ra thói quen này sẽ cản trở thành công của mình, nên ông đã cố gắng loại bỏ tính xấu này và nhờ đó gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Tóm lại, thời gian là vàng, đầu tư nguồn tài nguyên quý giá này đúng cách thì bạn sẽ nắm được cơ hội để cải thiện đời sống và tình hình tài chính của mình trong tương lai. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn rèn luyện trí tuệ ngày càng tinh thông, hãy ghi nhớ câu: trên đời có 3 thứ mà người khác không thể lấy đi. 1 là đồ ăn trong bụng, 2 là ước mơ giấu trong tim, 3 là sách đọc vào đầu. Người Do Thái biết rõ rằng là cuộc sống sẽ không thể suôn sẻ mãi được, nên là mọi danh vọng của cải tiền bạc trên đời chỉ là tạm bợ. Tất cả những điều may mắn mà bạn thu hoạch được có thể sẽ tan biến ngay lập tức, nhưng chỉ có 3 thứ mà người khác không bao giờ có thể lấy đi khỏi bạn. Thức ăn vào bụng đã bồi bổ cơ thể chúng ta với những dinh dưỡng, ước mơ ẩn chứa trong tim sẽ cho bạn dũng khí để thử làm mọi thứ. Và cuối cùng là kiến thức từ sách vào não bộ để khiến cho đầu óc thêm phong phú, tư duy được nhanh nhạy và thần thái cũng đầy cao sang. Và đây thực sự là những của cải đắt giá nhất đối với một con người. Người Do Thái vốn luôn rèn luyện cho mình thói thận trọng, suy nghĩ kỹ trước khi làm, do họ biết rằng cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cũng khó mà chữa được. Trong cuộc sống thì có rất nhiều người luôn hấp tấp vội vàng, không suy nghĩ thấu đáo trước khi làm việc gì đó. Đợi tới lúc sai quá nhiều không thể chữa lại được thì mới hối hận. Cũng có những người biết là mình sai ngay từ đầu rồi nhưng vẫn cố chấp không buông bỏ để rồi ân hận. Trong kinh doanh cũng vậy thôi. Có nhiều công ty ngủ quên trên chiến thắng, không chịu thay đổi để phù hợp với tình hình thị trường. Dẫu biết là mình sai nhưng mà không nhanh chóng sửa đổi để rồi nhận lấy những cái kết cục đáng buồn. Câu chuyện của Kodak là một ví dụ điển hình, đã từng là ông vua trong ngành nhiếp ảnh vào những năm 80 của thế kỷ trước. Nhưng mà sau đó thì hãng đã nhận lấy cái thất bại cay đắng. Lý do gì một ông lớn của thế giới lại ngã ngựa như vậy?
tức là vào năm 1975, một nhân viên của Kodak đã sáng tạo ra nguyên mẫu đầu tiên của máy ảnh kỹ thuật số. Đây là một phát minh quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của ngành nhiếp ảnh. Tuy nhiên thì Kodak lại không tận dụng cái cơ hội để tập trung vào máy ảnh kỹ thuật số. Thay vào đó, họ vẫn tiếp tục hướng toàn lực vào sản phẩm truyền thống của mình là phim và ảnh và bỏ qua việc phát triển công nghệ chụp ảnh kỹ thuật số do chính họ sáng tạo ra. Kết quả là thị phần của hãng ngày một giảm. Một thời gian dài sau đó, Kodak mới nhận ra và tập trung vào phát triển công nghệ kỹ thuật số, nhưng họ vẫn chưa buông bỏ mảng kinh doanh phim dần đã lạc hậu. Trong khi đó thì Fujifilm, một đối thủ của Kodak vào thời điểm đó, đã nhìn thấy được tương lai của ngành sẽ chuyển dịch sang công nghệ kỹ thuật số, nên họ đã mạnh dạn thay đổi và nhờ đó vẫn tồn tại đến ngày nay. Có thể nói thất bại của Kodak là do sự cố chấp của họ. Khi đang ở trên đỉnh thành công, đến khi kịp nhận ra và bắt đầu thay đổi thì không kịp nữa. Và từ câu chuyện của Kodak, ta có thể thấy rõ châm ngôn trên của người Do Thái là hoàn toàn đúng đắn. Bài học cho chúng ta là trước khi bắt đầu việc gì, hãy cố gắng tìm hiểu kỹ càng. Trong quá trình triển khai công việc, khi nhận ra có sai sót thì phải mau chóng sửa chữa, đừng để đến phút chót cũng có muốn sửa thì sẽ rất khó khăn. Nhưng mà suy nghĩ mãi mà không làm cũng vô nghĩa. Câu nói nổi tiếng tiếp theo của dân tộc Do Thái mà Xuân Ngọc muốn gửi đến các bạn đó chính là: nếu chờ đợi, điều bạn phát hiện ra chỉ là sự già đi của bản thân. Có nhiều người sẽ luôn đặt hy vọng vào người khác hay là chờ đợi cơ hội tự đến với mình. Nhưng mà cuộc sống thì sẽ không có bao giờ thành công viên mãn nếu mà bạn luôn sống trong chờ đợi, mà bạn phải tự thân vận động để tiến về tương lai tươi đẹp phía trước. Hành động là khởi đầu của thành công và chờ đợi là khởi nguồn của thất bại. Vì thế mà muốn xinh đẹp thì hãy cố gắng giữ kỷ luật, muốn nâng cao hiểu biết thì phải đọc sách đọc thơ, nếu muốn thăng tiến thì chỉ có cách làm việc chăm chỉ cần để bản thân hành động trước và tiếp tục bước đi, mọi thứ tươi đẹp sẽ dần tiến lại gần và cuộc sống của bạn trở nên rực rỡ hơn. Con người vốn không thể khỏi mắc những lỗi lầm, nhưng mà theo người Do Thái, chỉ kẻ ngu ngốc mới tiếp tục mắc sai lầm, người thông minh học hỏi từ sai lầm của kẻ ngu ngốc. Điều đáng sợ nhất không phải việc mắc sai lầm mà là sau đó vẫn không biết suy ngẫm, đúc rút kinh nghiệm để rồi lại mắc phải sai lầm đó. Như vậy thì chẳng phải là uổng phí thời gian và công sức lắm hay sao? Trưởng thành là một quá trình không ngừng thử và sai, chỉ những người biết học hỏi và đúc kết mới có thể tiến xa. Nhưng không lẽ phải mắc đủ loại sai lầm thì ta mới có thể khôn ra? Không có nhất thiết phải thế. Là người thông minh thì không chỉ biết nhận thức sai lầm của bản thân mà còn giỏi rút ra bài học từ những thất bại của người khác. Như vậy thì khi gặp các vấn đề tương tự có thể giúp chúng ta hạn chế đi đường vòng. Đối với cuộc đời thì cũng không cần trả quá nhiều học phí. Và đó cũng là bài học cuối cùng. Hy vọng là sau khi mà lắng nghe Xuân Ngọc chia sẻ về những châm ngôn sống của người Do Thái, quý vị khán giả cũng đã rút ra được một vài bài học quý báu trong cuộc sống để mình có thể cải thiện ngày càng tốt đẹp hơn. Và thời lượng của chương trình Lăng Kính Tâm Lý Học đến đây xin được phép khép lại. Xuân Ngọc chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.